Em tên là Nguyễn Hồng Dương Năm nay 24 tuổi Em tên là Võ Thị Lệ Trinh Năm nay em 24 tuổi ưu điểm của em là Biết nấu ăn Biết lắng nghe, chia sẻ Chân thành Đam mê đồng bóng đá Mê bóng đá là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Dạ ưu điểm vậy Hết Trời đất Em đang nói ưu điểm mà chị À Vài người thích em cũng có tìm hiểu cà phê vài lần Nhưng em cảm thấy không hợp Không có cho em cảm giác an toàn là Em cũng ngừng lại luôn Vậy là chưa có nắm tay, chưa có hung gì hết hả? Chưa chị Trời ơi, uổng phí quá em Nói một lần hai lần đừng có càm ràm nhiều quá Em có tính càm ràm á anh ơi Chả Để anh về không? gái chịu đựng Anh chịu đựng nổi không? với tính em là sáng nắng chiều mưa giữa trưa bình thường á Em tên có bốn chữ T ạ à. Trần Thị Thanh Thảo, á. năm nay em 29 tuổi Em tên là Trung Đà Đạt 34 tuổi khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó Dễ tin người Ừ. em hắt chớ sợ rắn mà rất ghét người bất hiếu ạ à. em thì hiếu thảo lắm anh ơi con trai sao sợ rắn rồi tự nhiên sợ vậy <laughs> một là em chạy hai là em lấy cây đuối đi ủa, ủa. em gái tuổi gì em em tuổi rồng hả rồng ghê hơn rắn nữa đó đạt tuổi con gì tuổi con heo á à? quý hợi á à? quý hợi hợp rất là hợp tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim không nhạc phai mặt tựa gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm